Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn hiện có 919 hội viên. Trong những năm qua, các hội viên đã tích cực lao động, áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật cũng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để góp phần xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Phóng sự của phóng viên thời sự. Mặc dù có đất đồi rộng nhưng nhiều năm trước đây, gia đình anh Trần Văn Phùng, trú tại thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đã phải xoay sở để chuyển đổi phát triển chăn nuôi, song không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi tìm hiểu và học hỏi về phát triển kinh tế đồi rừng, anh Trần Văn Phùng đã quy hoạch lại diện tích đất đồi rừng để phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy cây cam, cây quế, cây keo, bồ đề phù hợp với đất đai và khí hậu, nên anh Phùng đã phá bỏ diện tích chè kém hiệu quả để trồng rừng. Trong quá trình trồng, anh Phùng đã tích cực áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật vào canh tác, nên đến nay mô hình kinh tế tổng hợp này mang lại thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Đến bây giờ thì dịch bệnh nó nhiều nên là chăn nuôi không được thì bắt buộc phải đưa vào cái hậu quả là mình chỉ có trồng rừng và trồng cây ăn quả là cái hậu quả là chắc chắn. Còn tất nhiên là do cái mấy năm nay là nó cũng cái giá cả nó không đạt, cũng như vừa trao đổi với anh là ví dụ như là cam cũng có lúc nó mười mấy nghìn, là cam đường canh lúc cắt đầu vụ, rồi đến như cam chanh Vinh cũng có lúc đến 8.000, nhưng mà bình quân như năm nay chỉ bán được khoảng 7.000. Nhưng mà cũng vẫn bán được chứ không ế. Đối với gia đình anh Hoàng Văn Đồng ở thôn Thanh Tú, trước đây với 7 hecta đất rừng, gia đình anh chủ yếu trồng bồ đề, tuy nhiên hiệu quả kinh tế thấp. Nhận thấy cây cam mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Đồng đã mạnh dạn đưa cây cam vào canh tác với những kiến thức khoa học kỹ thuật học được thông qua các lớp tập huấn. Mỗi năm 1 hecta cam mang lại thu nhập cho gia đình anh khoảng 300 triệu đồng. Từ hiệu quả của cây cam mang lại, anh đã mở rộng diện tích cam của gia đình lên 4 hecta, bao gồm các loại cam đường canh, cam Vinh và cam V2. Bên cạnh đó, để có nguồn thu ổn định, gia đình anh còn trồng keo, bồ đề. Dự kiến sau 4 năm nữa, diện tích này sẽ mang lại nguồn thu khoảng 450 triệu đồng. Trước kia thì thấy họ trồng thì mình cũng làm theo, thấy họ phát triển, họ làm được thì mình cũng cố gắng học hỏi, mình cũng làm theo họ. Lúc đầu thì nó cũng có một số vấn đề thất bại, nó cũng nhiều cái nó cũng không như ý mình. Nó không đậu quả, nó dụng quả, nó không sai. Mình phải học hỏi anh em làm thì tất cả đi học hợp tác xã thì tất cả các mọi mặt về đúc kết kinh nghiệm mới làm thì nó mới được. Cây cam canh chăm sóc thì nó hơi khó một tí, tức là nó phải đến một vanh ép quả cho nó. Tức là nó đến bây giờ là phải vào vanh để hãm quả cho nó, có để nó lên ấy là nó chút quả. Nó mưa rào nhiều là nó đùn nước đẩy nước lên là nó chút hết quả, con nó không sai quả. Cây cam nói chung là nó, cây cam thu nhập thì nó ổn định hơn tất cả các loại cây khác. Thu nhập thì lợi nhuận thì nó cao hơn, nhưng chăm sóc thì nó yêu đòi hỏi kiểu kỹ thuật. Khai thác lợi thế về đồng đất của địa phương, nghiên cứu, nắm bắt thị trường và chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng, phù hợp trên địa bàn xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, đã xuất hiện nhiều mô hình hội viên nông dân làm kinh tế tiêu biểu. Hiện tại, toàn xã có gần 100 mô hình có hiệu quả kinh tế cao do hội viên nông dân làm chủ. Từ việc phát triển kinh tế của hội viên nông dân đã góp phần giảm nghèo cho địa phương, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4%. Với hiện nay thì trên toàn xã Đại Lịch thì hầu hết các hộ gia đình phát triển kinh tế như thế này thì nó chiếm khoảng tầm 11% tổng số hội viên nông dân của toàn xã. Thì trong cái việc mà phát triển kinh tế hộ gia đình như thế, nâng cao mức thu nhập thì đương nhiên là cái phần đóng góp của người dân ấy vào cái sự phát triển chung của toàn xã, trong đó có cái phần đóng góp đó là cái nâng cao cái từng bước nâng cao cái mức thu nhập của người dân, nhất là trong các giai đoạn xây dựng nông thôn mới, ví dụ như là về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chủ yếu nhất là cái nhiều nhất ấy, đó là góp phần vào cái nâng cao về thu nhập này, phát triển về giao thông và một số cái tiêu chí khác về cả an ninh trật tự. Từ đó thì từ năm 2016 trở về đây thì khi mà xã Đại Lịch đã đạt xã nông thôn mới thì cái phần về giao thông rồi đường xá đi lại nó thuận tiện. Từ đó trở đi mà người dân phát triển kinh tế hộ gia đình thì cũng được thuận lợi hơn và cũng thu nhập khá là cao so với lại những năm về trước. Những mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân xã Đại Lịch đã thể hiện việc thay đổi tư duy, cách làm, tự tin trong lao động sản xuất của người nông dân, từ đó giúp họ cải thiện đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.